Mình chào các bạn nha, mình đang quay mấy chị em nữ đang tập thể lực đua cây hoa các bạn. Đó. Này đang bơi cho đều dầm nha các bạn. Mấy em nào mà so dòng chưa đều hay còn gì đó là anh huấn luyện viên anh lại trực tiếp anh chỉ dẫn các bạn. Khâu huấn luyện viên cũng rất là quan trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tập này nhé các bạn. Cho đều đều đó. Giờ là nghỉ tay một chút. Vậy là nghỉ à? Nghỉ hả anh? Nghỉ hả? Còn đội nam hả? Nữ là chiều nay giờ nghỉ hả? Thổi còi ghế cũng mệt anh ha. Thổi còi á. Đúng rồi. Thế vậy chứ không quen thổi không có được bao lâu đâu nha. Giờ mấy chị em nữ giờ nghỉ rồi đấy không ạ? À. Rồi tới mấy anh nam xuống tiếp tục. Đây. Đây. Giờ tới vận động viên nam xuống. Qua bên đèn lá nó kéo vào tao bị thăng. Bye.